Kênh Sức Khỏe Cây Trồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Chào mừng bà con quay trở lại với một cái dịch hại tuy xuất hiện không phổ biến và cũng không phải là một cái dịch hại gây hại quá nặng và thường xuyên. Tuy nhiên lại là một cái đối tượng tương đối khó quản lý và bà con chúng ta quan tâm rất là nhiều. Thì như trên hình thì bà con cũng đã thấy, đây là đối tượng gọi là gầy cánh phấn, một cái loài côn trùng thuộc nhóm gầy. Tuy nhiên thì chúng lại có rất là nhiều những cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là gầy cánh phấn rồi nè, rồi gầy phấn trắng, rồi bọ phấn trắng, bọ cánh phấn, gầy phấn, rồi thậm chí có những khu vực dùng từ địa phương là mò phấn cũng có luôn cái gì. Thì đây là một cái nhóm mà để bà con mình có thể ghi nhận chúng qua cái hình ảnh mà chúng tôi thực hiện ở đây. Rồi như vậy thì đối tượng này thì bà con chúng ta quan tâm gì đây ạ? Kính thưa quý vị và quý bà con, thì gầy cánh phấn thì bà con sẽ quan tâm một cái vấn đề là gì? Chúng ta phun thuốc một lần mà không hiệu quả, có nghĩa là gì? Khó quản lý và chúng ta không biết phải phun thuốc gì. Tại vì đối với một số bà con mà chúng ta mới bắt đầu canh tác thì chúng ta lại ít gặp đối tượng đi, lâu lâu qua vô mùa khô thì chúng ta lại gặp nó một lần hoặc hai lần, hoặc là trước đây trong cái thời điểm mà chúng ta còn canh tác lúa đó quý vị, thì chúng ta hầu như không thấy đối tượng này, rất là ít, có khi dài 3 vụ 5 7 vụ thì chúng ta mới gặp được cái đối tượng này một lần. Do đó thì thông thường thì chúng ta sẽ không có lưu ý là cái thuốc nào quản lý được đối tượng này. Nhưng mà thật sự thì trên bao bì của một số sản phẩm mà quản lý gầy nâu đó quý vị là đều có để tên sản phẩm gầy cánh phấn trên đó hết. Mà do chúng ta không có lưu ý, chúng ta không có để ý tới cái việc này, cho nên là chúng ta quên đi. Rồi như vậy thì cái đối tượng này khi mà nó xuất hiện trên vườn cây ăn trái, thì chúng ta xem xét và chúng ta quản lý nó như thế nào là hiệu quả nhất. Và thường thì nhóm này nó sẽ xuất hiện trên những đối tượng cây trồng nào, để cho bà con chúng ta có kinh nghiệm là chúng ta có canh tác loại cây đó hay không, để lưu ý tới đối tượng này. Video này nó cũng khá là ngắn quý vị, do là những cái hoạt chất để quản lý gầy cánh phấn thì chúng tôi cũng đã trình bày rất là nhiều trong những video về côn trùng chích hút trước đây rồi. Ngày hôm nay chúng ta chỉ lưu ý một số thông tin riêng cho cái nhóm gầy cánh phấn này thôi, để bà con chúng ta lưu ý thêm. Rồi vậy thì chúng ta sẽ đi chi tiết như sau. Kính thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về nói về dòng đời để xem là cái dòng đời của nó dài hay ngắn, và cái cách chúng ta quản lý ở cái thời điểm nào trên cái dòng đời thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn. Thì chúng tôi đưa những cái hình lớn ở đây để bà con chúng ta thấy là đây là hình dạng của một cái thành trùng, của một cái con gầy cánh phấn. Thì nó đã có cánh và nó có trắng như thế này, và chúng đi bầy đàn và cái mật số cũng khá là cao quý vị. Nếu mà nó di trú và đi từ vườn này sang vườn kia là mật số rất là cao. Thì dòng đời của nó trung bình nó khoảng từ 21 cho đến 43 ngày quý vị, nhưng mà thông thường thì đâu đó ghi nhận là tầm khoảng 3 tuần cho đến 4 tuần là chủ yếu. Như vậy thì từ thành trùng đến lúc mà nó vô cái vườn mà nó gây hại này quý vị, thì nó sẽ đẻ trứng ở bên dưới mặt dưới lá và nó thay xây cuộn như thế này quý vị. Đó, đây là cách chúng ta để ý nha, để mà tránh nhầm lẫn với cái con gẹp sáp, mà đây là chính là những cái ổ trứng của cái gầy cánh phấn. Rồi sau đó khoảng từ 5 đến 8 ngày thì chúng sẽ nở ra và những cái ấu trùng này nó sẽ hoạt động ở bên dưới mặt dưới lá, và lúc này thì nó chưa có cánh. Cho nên là đây là những cái thời điểm từ trứng cho đến ấu trùng này, đây là cái thời điểm mà chúng ta phun thuốc quản lý trực tiếp là rất là hiệu quả. Thì cái giai đoạn ấu trùng này nó gây hại trên cái mặt lá của mình tầm khoảng nó có 3 tuổi quý vị, có nghĩa là nó sẽ có qua đến hai lần lột xác ha. Thì cái chu kỳ này đâu đó nó khoảng từ 15 cho đến 33 ngày thì nó sẽ chuyển sang một cái đối tượng thành trùng, là cái loài có cánh ở đây. Và cái mấu chốt việc khó quản lý của chúng ta chính là cái nhóm có cánh này. Nhóm có cánh này ha. Như vậy thì ở đây quý vị lưu ý, chúng ta nhớ là dòng đời của một con gầy cánh phấn thì đâu đó nó tầm khoảng 3 tuần. Và cái giai đoạn mà chúng ta quản lý tốt nhất đó là giai đoạn từ trứng cho đến ấu trùng ha. Có nghĩa là khi mà nó di chuyển tới vườn, di chuyển tới ruộng của mình là dạng thành trùng như thế này. Nhưng mà khi chúng ta quản lý là chúng ta sẽ quản lý từ giai đoạn trứng cho đến giai đoạn ấu trùng. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xem xét là đối tượng gầy cánh phấn này thì nó sẽ gây hại trên đối tượng cây trồng nào. Thì bà con ở đây chúng ta sẽ thấy nè, gây hại hầu hết tất cả các loại cây trồng quý vị. Có nghĩa là từ cây lúa cho đến cây rau màu, cây ăn trái, cây kiểng là đều có xuất hiện gầy cánh phấn. Thì người ta còn gọi là đa ký chủ đó quý vị. Có nghĩa là nó vẫn di chuyển xuống ruộng lúa, gây hại ruộng lúa được. Di chuyển lên vườn xài, vườn sầu riêng, vườn bưởi, vườn măng cụt, rồi gây hại qua tới cây sả, cây ớt, cây bầu bí dưa, cây ổi là nó làm hết sạch hết luôn quý vị, gây hại được hết, thậm chí là nó gây hại và nó đẻ trứng trên lá chuối luôn, vẫn có luôn quý vị ha. Cho nên thì nó sẽ không không chừa bất cứ một cái cây trồng nào của chúng ta đều gây hại được hết, đều bị gây hại bởi gầy cánh phấn hết. Tuy nhiên thì nếu mà đối tượng này ở dạng ấu trùng và trứng quý vị thì tương đối dễ quan sát, tại nó cũng chỉ là một cái nhóm gầy thôi. Chúng ta quan sát và chúng ta quản lý bằng những loại thuốc gầy mà chúng ta đã có kinh nghiệm thì đều quản lý được nhóm này cả. Nhưng mà khó quản lý là gì? Đó là cái đối tượng thành trùng. Cái đối tượng này sao nó có cánh cho nên nó di chuyển rất là nhanh, và nó có cảm ứng giống như là cái mùi thuốc mà chúng ta đưa vào vườn, chúng ta đưa vào ruộng là nó bay rất là nhanh, giống như là những cái hạt bụi phấn mà chúng ta ghi trên bảng nó rơi xuống, và nó bay di chuyển rất là nhanh, di chuyển khỏi khu vực chúng ta phun thuốc.
rồi sau đó khi mà cái mùi thuốc nó giảm xuống 1-2 ngày hoặc vài giờ vậy đó, nó quay trở lại và nó tiếp tục đẻ trứng bên mặt dưới lá. À, cho nên thì khó quản lý ở đây, có nghĩa là sau khi bà con chúng ta phun một vài ngày, chúng ta vẫn thấy là cái thành trùng của gầy cảnh phấn nó vẫn còn sinh trưởng, vẫn còn phát triển ở trên cái mặt lá ha. À, thì lúc này bà con sẽ lo ngại là ủa mình quản lý như vậy là hiệu quả hay chưa. À, thì lúc này thì quý vị cũng có thể xem xét và chúng ta yên tâm một thông tin là gì, khi mà những cái nhóm thành trùng đa số thì nó sẽ di chuyển và nó tìm nơi để mà nó đẻ trứng, để mà nó duy trì cái nòi giống phía sau thôi. Còn cái bản thân của nhóm thành trùng thì nếu như với một cái mật số thấp thì nó vẫn có chích thuốc cây trồng, tuy nhiên thì cái mức độ gây hại nó không lớn đâu. Quan trọng là khi mà cái nhóm này nếu mà chúng ta quản lý không kỹ thì một con cái nó có thể đẻ ra hàng trăm trứng và nó nở ra thành những cái ấu trùng, và những cái ấu trùng này nó gây hại thì mới gây hại nặng cho cái cây trồng của chúng ta. Và nếu như bà con mình sản xuất lúa hoặc là cây ăn trái mà diện tích lớn thì bà con sẽ thấy là cái nhóm này nó không phải là nó hoạt động hết cho tất cả các cây đâu, mà nó chỉ tụm ở một cái khu vực nhỏ thôi, hoặc là trên ruộng lúa thì bà con sẽ thấy là nó gây hại ở một số khu vực nhỏ nữa thôi, đặc biệt là ví dụ như những chỗ nào mà chúng ta rút nước ra không cạn thì nó di chuyển và nó ở những khu vực đó, thì cái ẩm độ tốt và cái cây trồng nó còn xanh thì nó sẽ tấn công khu vực đó. Về cái cách quản lý của gầy cánh phấn thì nó cũng tương đối dễ quý vị, có nghĩa là sau khi quý vị đã thấy được cái thành trùng ở trên cái cây trồng của mình rồi, bằng cách thì chúng ta sẽ dỡ cái mặt dưới lá lên, chúng ta quan sát mà chúng ta thấy những cái đốm trắng này là nó đó. Và nếu như bà con chúng ta quơ tay lên trên cái cành lá của mình sẽ thấy những cái bụi phấn mà bay trắng lên, thì đó chính là cái thành trùng của gầy phấn trắng. Như vậy thì nó vô đó thì chỉ trong vòng khoảng 1 cho đến 2 ngày sau là bắt đầu đẻ trứng rồi. Cho nên là khi bà con mình phát hiện là có thể mình sử dụng thuốc mình phun liền được rồi. Thì nếu mà chúng ta sử dụng gốc lưu dẫn thì chúng ta có thể quản lý được cái lứa này, thì quản lý thành trùng để mà hạn chế cái mức độ gây hại, và chúng ta kết hợp với thuốc tiếp xúc. Rồi sau đó khoảng 5 đến 7 ngày tùy theo cái mật số, nếu bà con mình thấy quan tâm cần phải phun lại thì chúng ta lặp lại một lần nữa để chúng ta giải quyết cái ấu trùng mới nở và trứng và một số thành trùng còn lại. Thì như vậy thì chúng ta sẽ hạ mật số của gầy cánh phấn xuống cái mức độ gây hại thấp nhất với cái vườn của chúng ta. Thì xem như hai cái lần phun đó thì chúng ta sẽ thành công. Và hầu như là sau hai lần phun này thì nó không còn mật số cao đâu quý vị, tại vì cái vòng đời của nó chỉ tầm khoảng 3 tuần đến 4 tuần thôi. Thì sau hai lần phun thuốc này hầu như nó không ảnh hưởng gì nữa rồi. Và thậm chí thì một số vườn có khi canh tác 1-2 năm rồi chúng ta vẫn chưa gặp gầy cánh phấn lần nào. Tại vì chúng chỉ xuất hiện trong một cái mùa khô, ở một cái thời điểm ngắn nào đó mà xuất hiện 1-2 vòng đời gì đó thì chúng sẽ kết thúc nếu mà chúng ta quản lý tốt. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì nói về một số cái hoạt chất lưu dẫn để mà chúng ta giải quyết cái nhóm gầy cánh phấn thì nó cũng sẽ tương tự như một cái video mà chúng tôi đã thực hiện cho video về nói về gầy xanh trên cây sầu riêng. Thì do chúng là những cái lồi cùng là lồi chích thúc và có cái đặc tính gây hại tương đối giống nhau. Nếu như bà con mình chưa xem thì mình có thể xem lại, thì link của video về gầy xanh chúng tôi sẽ để bên dưới video này. Và nếu như bà con mình đã xem video về gầy xanh rồi thì bà con nhớ lại là chúng tôi mô phỏng trong cái căn nhà số 1 có 6 anh em ha. Thì đó chính là 6 cái hoạt chất lưu dẫn, thì trong đó thì có 5 hoạt chất khá là phổ biến trên thị trường, thì trong đó là có 3 nhóm đầu này nè, vừa rẻ tiền mà vừa phổ biến ha, đó là thiamethoxam, imidaloric và cái acetamiric. Thì ở đây là 3 hoạt chất khá là phổ biến. Ở ngoài ra thì bà con cũng có thể tìm thấy được những sản phẩm như là lothianidin hoặc là nitembiram. Thì trong video này thì chúng tôi sẽ không có để tên sản phẩm, tuy nhiên nếu như bà con mình xem lại những video về gầy xanh thì chúng tôi có để tên một số cái sản phẩm tham khảo, thì bà con cũng có thể xem xét. Ngoài ra thì một cái nhóm lưu dẫn mà thật sự đăng ký trên gầy cánh phấn khá là nhiều quý vị, rất là phổ biến ha, đó là cái bimetrozin. Thì đây là một cái hoạt chất mà đăng ký rất là nhiều trên cái gầy nâu. Bên cạnh đó thì cũng có đăng ký cái nhãn mác trên cái nhóm gầy cánh phấn, đôi khi bà con có để ý thấy được, và cũng như là một số bà con thì ít để ý tới phần này. Ngoài ra thì cái hoạt chất buprofezin sừng màu đỏ này thì bà con nhớ lại là trong một cái video mà chúng tôi trình bày về cái sản phẩm cho những cái hoạt chất chống lột xác đó, thì có cái buprofezin, đây là một cái hoạt chất lưu dẫn chống lột xác chuyên cho cái nhóm chích thúc, thì bà con cũng có thể kết hợp. Thì bà con có thể chọn những cái gốc lưu dẫn bên đây kết hợp với buprofezin, và có thể kết hợp luôn với một cái hoạt chất tiếp xúc khác, hoặc là bà con chọn bimetrozin, một cái hoạt chất lưu dẫn này kết hợp với một hoạt chất tiếp xúc khác, hoặc là bà con chọn gốc lưu dẫn bên đây và chúng ta kết hợp với một số hoạt chất tiếp xúc. Chỉ đơn giản là có thể kết hợp hai hoạt chất có hai cơ chế tác động và cái cách tiếp xúc khác nhau như vậy, thì cái khả năng bà con mình thành công trên một cái lần phun nó sẽ cao hơn. Còn như vậy thì chúng ta sẽ xem là mình sẽ kết hợp được với những cái hoạt chất mà tiếp xúc nào đây. Thì kính thưa bà con, thì nguyên cái phần màu tím này ha, thì đây là rất là nhiều những cái video khác nhau và chúng tôi đã dựng cho riêng những cái hoạt chất tiếp xúc này. Ví dụ như chúng ta thấy là đây là gốc lân hữu cơ nè. Cái video chúng tôi nói về carbamat lân hữu cơ thì chúng tôi có nói cho gofenofort, vinafort trong gốc lân hữu cơ.
Và trong cùng video đó thì chúng tôi cũng có nói cho cái gốc cạc ba mát, đó là cái carbon sulfate, thì bà con cũng có thể xem lại cái video nói về lân hữu cơ và cái gốc cạc ba mát. À, ngoài ra thì gốc cúc và gốc avermectin thì chúng tôi cũng đã gom chung thành một video và cũng đã trình bày rất là rõ với bà con. Thì gốc cúc thì tương đối bà con dễ tìm thôi, ví dụ như cái sibecmethin nè, bimethin, ở đây là những cái chất mà nó có khả năng tiếp xúc vị độc và xông hơi khá là mạnh, mà nếu mà chúng ta kết hợp với cái nhóm lưu dẫn bên đây nữa thì cái khả năng mà chúng ta quản lý được cái dịch hại nó cao hơn. Ngoài ra thì abamectin, emamectin thì bà con khá là rõ rồi, đây là những cái sản phẩm rất là phổ biến, rẻ tiền và chúng ta xem như là một cái hàng nền để mà chúng ta kết hợp với những cái sản phẩm khác, những cái hoạt chất khác để mà tăng cái hiệu quả quản lý dịch hại lên. Ngoài những nhóm này thì bà con sẽ nhớ lại cái video về thảo mộc, một video dựng riêng về thảo mộc thì chúng tôi cũng có trình bày cho cái azadirachtin là dầu niêm đó quý vị, thì bà con cũng có thể kết hợp dầu niêm với một số cái sản phẩm lưu dẫn bên đây. Và cái cuối cùng đó là cái dầu khoáng thì chắc là khỏi cần phải nói nhiều với bà con mình về dầu khoáng nha, tại vì bà con cũng khá là rõ, cũng như là trong những cái video trước thì chúng tôi cũng có dành thời gian dành cho cái dầu khoáng trong cùng cái video của thảo mộc. Thì tùy theo cái cách lựa chọn cũng như là cái mức độ dịch hại và nó ảnh hưởng như thế nào đến vườn cây của chúng ta, hoặc là trong cái giai đoạn nào, ví dụ giai đoạn ra đọt non, giai đoạn ra hoa, giai đoạn đậu trái, thì bà con lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp và chúng ta kết hợp, ưu tiên hay kết hợp một cái gốc lưu dẫn kết hợp với một cái hoạt chất tiếp xúc, chỉ cần hai hoạt chất như thế thôi thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả khá là cao, hoặc là có thể là ba hoạt chất tùy. Thì đây là một số cái thông tin mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ lại cho bà con, và để rõ hơn thì bà con có thể xem lại từng video nói về từng nhóm hoạt chất này, thì để chúng ta hiểu cơ chế tác động rồi chúng ta tham khảo những sản phẩm nào và nó có thể tác động như thế nào đến côn trùng, ví dụ như nhóm chích hút, nhóm miệng nhai hay tất cả những thứ liên quan. Thì chúng tôi đã có thực hiện rất là chi tiết trong những video đó, thì bà con chúng ta có thể xem lại. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì video ngày hôm nay nó khá là ngắn, thì để cho bà con mình liên kết cái thông tin đó là gây cánh phấn là nhóm nào nó, và nó có thể nào quản lý được bằng thuốc gậy hay không, và cái cách quản lý của chúng ta phun mấy lần và phun ngay cái giai đoạn nào thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao, và cái nhóm gậy cánh phấn thì nó xuất hiện trên bao nhiêu loại cây trồng, và những loại cây trồng của chúng ta đang canh tác bây giờ đó thì nó có bị cái nhóm này hay không đó. Thì nó khá đơn giản như vậy để cho bà con chúng ta liên kết thông tin, và chúng ta xem lại những cái video trước đó mà chúng tôi thực hiện chiên cho những cái nhóm chích hút, những cái hoạt chất chích hút và những cái sản phẩm mà bà con có thể tham khảo. Nếu như bà con mình còn những thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới video này, hoặc là gọi về cho đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua ba số điện thoại bên góc dưới mà bà con đang nhìn thấy ở đây, thì đội kỹ thuật sẽ trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ thông tin cho bà con chúng ta. Và đến đây thì chúng tôi xin phép cảm ơn quý vị và quý bà con đã dành thời gian theo dõi video này. Quý vị nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Sắp tới thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái video ở ngoài vườn để cho bà con mình quan sát được dễ dàng hơn. Và đến đây thì chúng tôi xin được phép kết thúc video này. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.